Vào đầu tháng 6 năm 2018, tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, xảy ra một vụ án mạng đau thương. Đối tượng là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, đã sát hại một nữ sinh trường sân khấu điện ảnh khi cô đến thuê nhà trọ. Khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2018, nạn nhân liên hệ với chủ nhà đến xem phòng. Do không có ở nhà nên chủ nhà đã nhờ Tú đưa khách đi xem. Tú thấy khách đến xem phòng là một cô nữ sinh nên thực hiện ý đồ trong đầu đã vạch sẵn. Hắn nhặt viên gạch cho vào ba lô rồi dẫn cô gái lên tầng 3. Nhân lúc nạn nhân không để ý, Tú cầm gạch đập vào đầu nạn nhân khiến cô gái ngã xuống sàn kêu cứu. Sợ mọi người phát hiện, Tú đè lên người nạn nhân, dùng hai tay bóp cổ đến bất tỉnh. Sau đó, Tú thực hiện ý đồ của mình là hiếp dâm nạn nhân. Lúc này, nạn nhân tỉnh dậy kêu cứu, liền bị Tú tiếp tục cầm gạch đập nhiều nhát lên vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Tú đóng cửa và tiếp tục hãm hiếp nạn nhân nhiều lần, rồi ôm thi thể nằm ngủ. Thấy cô gái tử vong, Tú dọn dẹp hiện trường rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa, Hà Nội đã lập tức vào cuộc truy tìm thủ phạm. Chỉ sau ít giờ, Nguyễn Anh Tú đã bị bắt khi đang ngồi uống bia tại phường Quan Hòa, quận Cầu Giấy. Tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án mức cao nhất là tử hình đối với Nguyễn Anh Tú. Xin chào Trung tá Lê Trọng Hiếu. Một vụ án nó rất là thương tâm và nó cũng xảy ra cũng gần 3 năm rồi. Mỗi nỗi đau thì chúng ta không muốn gợi lại, nhưng rõ ràng là cần thiết phải làm những thông tin để chúng ta giúp người dân có những cái phòng ngừa cảnh giác nhất định, và cũng như là những thông tin để răn đe những cái mầm mống, thì đó chính là cái mục đích của chương trình chúng tôi. Trở lại cái vụ việc này thì thưa Trung tá Lê Trọng Hiếu, các anh nhận được những thông tin về vụ trọng án này và triển khai lực lượng xuống địa bàn đó như thế nào? Khoảng 15 giờ chiều ngày 4 tháng 6 năm 2018, chúng tôi nhận được một tin báo của gia đình về việc một nữ sinh viên đi từ tối ngày 3 tháng 6 đến sáng 4 tháng 6 năm 2018 không về, và gia đình, bạn bè, người thân liên hệ qua điện thoại thì không liên hệ được, và có những cái dấu hiệu bất thường so với sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau đấy thì với những cảm quan nghề nghiệp và những nhận định ban đầu thì chúng tôi nhận định là có những cái dấu hiệu nó không bình thường trong cái tin báo này. Ngay sau đó thì báo cáo các cấp lãnh đạo và nhận được chỉ đạo triển khai các lực lượng tổ chức kiểm tra xác minh ngay. Kiểm tra xác minh lần theo quá trình hoạt động, quá trình đi lại của nạn nhân, thì chúng tôi cũng xác định được cái điểm cuối cùng của nữ sinh đến là nhà số 6 ngách 12/2 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Tức là cái báo hiện trường vụ án không phải là cư dân ở khu vực đó điện thoại báo lên, mà các anh lại lần theo từ cái trình báo của gia đình. Thưa anh là chúng tôi cũng kết hợp rất nhiều nguồn thông tin. Trong đó thì có nguồn thông tin rất quan trọng là từ gia đình cung cấp cái tin báo ban đầu như thế. Và bên cạnh đấy thì cũng nhận được rất nhiều những cái nguồn thông tin cung cấp khác nữa trong quá trình kiểm tra xác minh của quần chúng nhân dân bên cạnh đó để giai đoạn ban đầu xác định được hiện trường vụ án là xảy ra tại địa điểm trên. Khi đến hiện trường vụ án thì các anh đã xác định ngay đây là một hiện trường của vụ trọng án hay chưa, giết người cướp của hay chưa, và các anh có định hình trong đầu về một cái dạng tội phạm như thế này chưa? Ngay sau khi xác định được hiện trường vụ án, để rất cẩn trọng trong quá trình điều tra và cũng rất là khẩn trương, chúng tôi cũng
tiến hành kiểm tra sơ bộ hiện trường và ngay sau đấy thì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để đánh giá một cách khách quan, chính xác. Ngay từ ban đầu thì theo cái nhận định của ban chuyên án thì đây là hiện trường của một vụ án mạng có dấu hiệu của việc cướp tài sản và cũng như là việc bị xâm hại về tình dục. Thường là mỗi một cái vụ trọng án xảy ra, bao giờ các anh cũng sẽ định hình một cái dạng đối tượng. Để mình làm sao mà muốn tìm ra đối tượng nhanh nhất thì mình phải thu hẹp diện cái đối tượng nghi vấn nhất. Thì khi đó các anh đã hình dung ra một cái dạng mà đối tượng gây án là đối tượng có tiền án tiền sự hay đối tượng không có tiền án tiền sự, đối tượng là nơi khác đến hay đối tượng ở khu vực đó, đối tượng hành vi đối tượng là chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Thì những cái thông tin, những cái dữ liệu đó để các anh đã hình dung, vẽ lên một cái chân dung đối tượng trong tưởng tượng để các anh tập trung cái hướng điều tra cho nó nhanh nhất không? Chân dung đối tượng sơ bộ chúng tôi nhận diện thì khả năng rất lớn là những đối tượng ở quanh khu vực và nhiều khả năng sẽ là đối tượng mà có thể thuê trọ tại khu nhà trọ này. Vì như chúng ta cũng đã biết đây là đặc điểm của hiện trường là tầng 3 của một tòa nhà 4 tầng, là khu mà chủ nhà là cho nhiều cá nhân và hộ gia đình thuê trọ để sinh sống trong quá trình lao động, học tập, sinh hoạt tại Hà Nội. Quá trình kiểm tra xác minh ban đầu nổi lên là những cái đối tượng nam trong độ tuổi từ 25 đến 40 và có thuê trọ tại khu nhà trọ này, thì chúng tôi cũng tiến hành lấy danh sách và tập trung kiểm tra, rà soát, xác minh để đánh giá thêm từ tất cả những nguồn tài liệu khác. Vâng, tức là sẽ có một loạt các biện pháp nghiệp vụ mà chúng ta sẽ đề cập phần sau. Dạ, vâng. Để làm sao, mục đích lớn nhất là làm sao mà bắt nhanh nhất đối tượng. Tôi nghĩ là cái sức ép từ dư luận, quần chúng vì một cái vụ án hết sức thương tâm như vậy xảy ra ở giữa một cái khu dân cư. Thưa quý vị các bạn, chỉ không đầy 24 tiếng đồng hồ thì đối tượng Nguyễn Anh Tú đã bị bắt gọn. Đối tượng đã phải khai trước cơ quan công an về toàn bộ hành vi của mình. Nếu mà nói về yêu thì tôi cũng chưa biết cái cảm nhận yêu, bởi vì trước cũng cách đây cũng từ hồi sinh viên với cả hồi đi làm thì cũng có tình cảm với cả với một số bạn gái, nhưng mà khi người ta biết mình có tình cảm thì người ta tránh né, với cả người ta cũng không muốn phát triển sâu, với cả sau đấy thì các bạn ấy cũng có người yêu với cả cũng đi lấy chồng. Đấy, tức là bởi vì cái hồi mình sinh viên thì với cả mình đi làm thì cũng ít tiếp xúc với cả con gái trong công ty, với cả trên trường thì cũng toàn là con trai nên mình cũng ít gặp con gái. Đấy, xong rồi cũng không quen giao tiếp mạnh bạo với con gái. Anh Tú, anh làm gì ở đây đấy? Làm em hết cả hồn. Trang, còn sớm. Tôi muốn mời Trang đi uống cà phê, được không? Cà phê? Bây giờ á? Anh có biết đi làm muộn là bị trừ lương không? Tôi sẽ bù lương như Trang. Anh bù lương cho em á? Anh Tú vui tính thật đấy. Anh bỏ em ra. Ừ, tôi sẽ làm thế. Chỉ cần Trang đi uống cà phê với tôi một lát thôi. Tôi thèm có người bên cạnh để nói chuyện. Bây giờ em phải về gửi báo cáo cho sếp. Ơ kìa, Trang. Bình thường mình đi làm về thì cũng đấy, tức là cũng bình thường nếu mà đi làm kiếm tiền thì trên công ty cũng không nói chuyện với con gái mấy, xong thì thường thì cũng tiền kiếm được thì đấy, tức là toàn để làm tiền ăn với cả tiền đi đấm lưng massage đấy, để dành cái thời gian để gặp con gái nhiều. Đấy, thời gian nhiều lúc cũng ngồi nhà mình chán nản ít, cũng hay bật phim sách lên xem vậy. Mình cũng có hầu như ngày nào xem, tức là cứ ngoài thời gian rảnh rỗi ngồi nhà mình không có ai nói chuyện thì hay xem. Xong rồi sau đó xem các cái phim sách kiểu bắt cóc với cả đánh ngất cái người nữ đấy. Xong trong đầu mình nghĩ cả đánh ngất thì người ta không phản ứng, không chống đối lại, bởi vì thường mình đi massage tấm lưng thì nhiều khi mình
có tiền tức là cho các em, nhưng mà nhiều khi người ta cũng không thích mình gặp nhiều, người ta cũng khó chịu, có kỉnh, lúc đó lại vừa tiết tiền vừa buồn chán, lại đang nghĩ chán nản. Cũng chán chuyện gia đình nên bỏ đi ở trọ đi, từ cái hồi đấy là 25 tuổi đấy, xong đấy là cũng không muốn ở nhà, bởi vì nhà cũng có mấy chuyện lục đục đấy. Đấy, tức là mỗi người mỗi nhà có một cảnh, nhưng nói chung là từ nhỏ thì mình cũng bị thiếu sự quan tâm của người phụ nữ, nên mình lúc nào cũng muốn có người phụ nữ bên cạnh, nhưng mà nhiều khi mình kiểu quan tâm đến con gái thì người ta càng tránh né, đến đấy càng buồn chán. Thưa trung tá Lê Trọng Hiếu, Tú là người Hà Nội, tại sao mà Tú lại ra ở riêng? Cái điều này thì thể hiện là có mâu thuẫn gì với gia đình, hay nó là một cái loại tính cách, một cái cách sống của một con người? Cái thứ hai nữa là đối tượng này có phải là cái người hiểu biết không? Ngay từ quá trình kiểm tra xác minh đầu tiên, ban chuyên án cũng đã phân công những có tổ công tác để làm việc với gia đình của Tú. Thì quá trình thu thập tài liệu thì chúng tôi cũng đánh giá Tú được sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Thời điểm phạm tội là Tú 35 tuổi, được sinh ra lớn lên, giáo dục, nuôi dưỡng trong một gia đình rất cơ bản. Bố mẹ Tú là những người lao động hiền lành. Bản thân Tú thì tính đến trước khi phạm tội thì chưa có tiền án tiền sự gì. Việc Tú ra ngoài ở riêng thì phần nhiều là do cái lý do chủ quan của Tú, chứ cũng không do là gia đình hắt hủi, gia đình đuổi ra khỏi nhà hay là có những cái áp lực gì đối với Tú, mà đấy là do cá nhân Tú muốn thế. Bản thân tâm lý của Tú trong quá trình làm việc thì Tú là luôn luôn là muốn là sống cô độc một mình, không muốn gần những người thân, và bản thân Tú không cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Cho nên là cái việc mà Tú chuyển ra thuê nhà ở một mình thì là đấy là cái quyết định của cá nhân Tú. Đây là một cái điều nó không bình thường, không logic trong một cái cuộc sống hiện nay, cuộc sống gia đình hiện nay, là một con một như vậy mà lại cũng không thích sống trong cái cuộc sống gia đình và cũng không thích nói đến người thân. Có một cái chi tiết rằng là Tú khai rằng đã mới chia tay bạn gái, một cái người mà đến 35 tuổi rồi mới chia tay bạn gái. Đấy có phải là cái nguyên nhân để Tú thực thi một cái hành động nào đó để thỏa mãn một cái thú tính nào đấy hay không? Thưa anh, là quá trình làm việc với Tú cộng thêm những cái nguồn tài liệu khác mà thu thập được trong quá trình điều tra, thì đặc biệt là những lần làm việc ghi lời khai hỏi cung Tú, thì Tú cũng có nói chuyện với tâm sự với cả anh em điều tra viên và cán bộ điều tra, là bản thân Tú là cũng có vài lần là cũng có tình cảm với các bạn nữ, có tình cảm với các bạn nữ, nhưng tuy nhiên là do cái yếu tố tâm lý của Tú là rất là rụt rè, rất là e ngại, và cộng thêm nữa là sợ bị từ chối. Và cũng trên thực tế là cũng đã có lần là Tú thổ lộ nhưng mà bị bạn gái là từ chối. Cho nên là nảy sinh cái tâm lý là Tú luôn luôn là muốn cuộc sống cô độc. Tuy nhiên là cái tâm lý của Tú thì luôn luôn có cái ở bên trong nội tâm là luôn luôn có một cái khát khao dục vọng. Đây là một cái chi tiết mà khá là đặc biệt và cũng khá là gọi là dị của một người con người như thế này. Thưa quý vị các bạn, một cái vụ trọng án xảy ra tại phố Nguyễn Phúc Lai, một cái nơi mà rất đông dân cư sinh sống, trong đó có cả những tầng lớp trí thức và người lao động, đã gây một bức xúc rất lớn và nỗi ám ảnh rất là
lâu trong cái lòng, trong cái suy nghĩ của quần chúng nhân dân. Và cho đến bây giờ thì phóng viên chúng tôi quay lại hiện trường nơi mà đã xảy ra vụ việc gần 3 năm trước rồi, cũng ghi nhận lại được những phản ứng, những cái thái độ và những cái suy nghĩ của người dân tại phố Nguyễn Phúc Lai. Vụ việc sát hại cô nữ sinh trường sân khấu điện ảnh một cách dã man tại phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Báo chí và dư luận theo dõi sát sao tình hình của vụ án. Cái cách giải trí duy nhất của cậu ta chỉ là cái xem phim sex, xem phim bạo lực. Chính vì vậy cho nên những cái phim như thế nó lại càng gây những cái ảnh hưởng không tốt cho cái trí tuệ hay là cái hành xử của cậu ta. Đối tượng đã có một cái chuẩn bị, một cái mặt tâm lý, về mặt nhận thức, và trong đầu đã có một cái kế hoạch, những cái gọi là những kịch bản cụ thể liên quan đến cái trường hợp mà mình phải thực hiện hành vi phạm tội đó như thế nào. Còn phố nhỏ vốn yên nắng hàng ngày thì ngay sau khi xảy ra vụ án, người dân nơi đây ai cũng thấy hoang mang và đau xót bởi hành vi thú tính của đối tượng Nguyễn Anh Tú. Ông Đông năm nay đã gần 80 tuổi, sống tại đây đã nhiều năm. Vụ việc xảy ra cũng vẫn còn ám ảnh, khiến ông không thể nào quên được. Lúc đó xảy ra vụ việc thì tất cả nhân dân cũng giật mình. Mà không ngờ cái khu vực mình nó lại xảy ra cái việc nó cũng kinh khủng như thế. Này cho thuê nhưng mà đại khái người thì cũng vắng, có ít người thuê. Thế nên do đó khi mà xảy ra như thế thì cái cô nữ sinh này đi lên thì cái thằng thủ phạm, can phạm nó cũng đi theo lên. Cuối cùng nó giấu cái viên gạch vào đằng sau. Sau đó thì nó lợi dụng lúc cô này không để ý thì nó đập vào đầu cô. Thế sau đó cô ngất đi thì nó lôi vào phòng, nó dở thủ đoạn, đồng thời nó có những hành vi rất man dợ. Cô nữ sinh năm cuối của trường sân khấu điện ảnh đã ra đi mãi mãi. Ước mơ dang dở với đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật cũng phải dừng lại. Nguyễn Anh Tú đã phải chịu bản án cao nhất của luật pháp. Đau buồn nhất vẫn là những bậc làm cha, làm mẹ. Còn dư luận vẫn mãi âm ỉ về một hành vi dã man đầy thú tính. Thưa Trung tá Lê Trọng Hiếu, chúng ta tiếp tục đặt vấn đề xung quanh cái tâm lý của một cái đối tượng phạm tội này. Tôi vẫn chưa lý giải được một cái việc mà hắn vừa gây ra một cái tội ác đặc biệt nghiêm trọng như vậy trong một cái khoảng thời gian cũng rất gần như vậy thôi. Và hắn đi ra một cái quán bia cũng không xa cái nơi hắn gây ra tội ác đó mà có thể là điềm nhiên ngồi uống bia. Anh phân tích như thế nào về cái việc này của Nguyễn Anh Tú? Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, mặc dù là đã có những hành động khách quan để che giấu, để chống đối lại sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên là đối tượng Tú vẫn thản nhiên có thể ngồi uống bia và với một thái độ rất bình thản, thì theo tôi đánh giá là cái dục vọng thú tính ở trong con người của Tú đã nung nấu từ thời gian rất lâu, trong quãng thời gian dài, và bột phát ra khi mà thực hiện cái hành vi phạm tội đê hèn của mình vào buổi tối ngày 3 tháng 6 năm 2018. Thì Tú đã thỏa mãn được cái dục vọng của mình, và trong đầu không hề nhận thức được cái hậu quả mình sẽ phải gánh chịu trước pháp luật là như thế nào. Cái này thể hiện rõ cái tâm lý, cái suy nghĩ của Tú là không hề sợ sệt, không hề run sợ, mà chỉ thực hiện theo bản năng, theo cái ham muốn của cá nhân mình. Tức là bản năng để thực hiện hành vi phạm tội, rồi kể cả bản năng khi mà đối diện với luật pháp, bản năng khi mà đối diện với cơ quan công an khi bắt Tú. Có một cái chi tiết là mà có lẽ nó liên quan đến cái việc mà ra trước phiên tòa,
Ông bố có nói rằng đây là có một cái biểu hiện tâm lý nó khác thường từ lúc còn đang đi học, không quan hệ, không chơi với các bạn trai, chỉ với các bạn gái thôi, và sẵn lòng tất cả mọi thứ giúp đỡ bạn gái. Tôi cũng nghĩ đến, nó liên tưởng đến một cái hành vi như anh nói, nó là nó khát thèm tình dục đến mức mà bệnh hoạn. Điều đó có thể lý giải là khi mà nạn nhân đã bị nó giết, nó còn tiếp tục nó quan hệ tình dục với nạn nhân, thì theo anh cái chi tiết này là cái chi tiết mà nó chứng minh là cái sự thần kinh có vấn đề của cái đối tượng phạm tội, hay là nó cũng là logic với cái tâm lý của một cái con người nó phát triển nó không lành mạnh như thế này? Theo quan điểm của tôi thì việc mà Tú có một loại bệnh nào liên quan đến tâm sinh lý hay không thì các cơ quan giám định cũng đã có trả lời cụ thể trong hồ sơ vụ án. Còn trong quá trình điều tra vụ án thì với tất cả những tài liệu thu thập được cũng đã khẳng định là trước, trong và sau khi gây án, Tú hoàn toàn đầy đủ khả năng nhận thức và đầy đủ khả năng điều khiển hành vi. Cho nên là trong cái vụ án này thì cũng không thể đưa ra dựa vào những cái luận cứ là từ thời nhỏ Tú như thế nào và những cái chơi với bạn nữ ra sao, rồi những cái biểu hiện tâm sinh lý bất thường của Tú như thế nào để đánh giá hành vi phạm tội man dợ và đê hèn của Tú. Thưa anh, với một cái đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh với tội phạm hình sự, cần một cái đầu rất là tỉnh táo và cái bàn tay sắt. Đương nhiên tôi hiểu cái điều đó. Nhưng với một cái vụ trọng án mà rất thương tâm, nạn nhân rất là thương tâm như thế này, điều đó có ám ảnh với anh, để lại những cái cảm xúc gì với anh khi khám phá cái vụ án này? Thưa anh, thì quá trình công tác tại đội cảnh sát hình sự thì với cá nhân tôi thì cũng qua rất nhiều những vụ án, những vụ trọng án, cũng tham gia điều tra khám phá rất nhiều. Tuy nhiên đây là một cái vụ án mà cũng để lại ở trong tôi cũng như là lãnh đạo đơn vị và tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng rất nhiều những băn khoăn trăn trở và rất nhiều những cái thương tâm. Vừa là thương tâm bên nạn nhân, bên phía nạn nhân, những mất mát tổn thương của gia đình nạn nhân, bên cạnh đấy là cũng rất là đáng thương, đáng phí cho một con người được nuôi dạy, được ăn học, được đào tạo trong một gia đình rất cơ bản, trong một môi trường xã hội rất tốt như là đối tượng Tú, và đấy cũng không rèn luyện, không bồi dưỡng, không học tập, không hoàn thiện bản thân để rồi vào vòng lao lý dẫn đến những cái vi phạm pháp luật. Và cũng đáng thương tâm thêm nữa là đối với gia đình của Tú, cái bố mẹ Tú cũng rất đau khổ. Quá trình làm việc, chúng tôi làm việc được với bố của Tú cũng 3 đến 4 lần trực tiếp, thì thấy là ông cũng rất là kiệt quệ, cũng rất là mệt mỏi, kiệt quệ, và thậm chí có những câu nói ông nói mà cũng thực sự bây giờ cá nhân tôi cũng chỉ muốn đêm ngủ chỉ nghĩ đến cái chết, cũng chỉ muốn mong sao chết được. Một số những cái tâm sự về trong cái vụ án này có những cái rất là trăn trở, có những cái rất là day dứt băn khoăn trong lòng tôi cũng như là lãnh đạo rồi tập thể anh em cán bộ chiến sĩ ở đơn vị. Được. Rất là chia sẻ với những cái cảm xúc của anh, và nó cũng là cảm xúc hết sức tình người, dù chúng ta là lực lượng mà đấu tranh với cái tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, lực lượng công an quận Đống Đa Hà Nội đã nhanh chóng họp bàn ra kế hoạch để truy bắt đối tượng. Báo cáo truy thì sau khi mà tiếp nhận được tin báo, chúng tôi đã phối hợp với công an phường Ngô Trợ Dừa xuống xác minh dưới ngõ Nguyễn Phong Lai. Thì qua xác minh thì liên hệ được qua điện thoại của nạn nhân, thì phát hiện được là đó là một người hàng xóm đã nhặt được cái điện thoại
ở trong phòng trọ đó. Sau đó là chúng tôi đã phối hợp với cả công an phường mời chủ nhà trọ lên để xác minh trong khu nhà trọ đó. Lên tầng 3 thì chúng tôi phát hiện ra có một viên gạch ở ngoài cửa, và tôi đã nghi vấn là khả năng là trong phòng này là có một dấu hiệu gì đó. Có dấu vết máu không? Không có dấu vết máu. Sau đó chúng tôi đã yêu cầu chủ nhà trọ mở cửa thì phát hiện một cô bé nằm đã tử vong ở trên sàn nhà. Xác định đây là một vụ giết người nên chúng tôi đã phong tỏa hiện trường. Đối tượng là cũng hay đi massage với cả đi uống bia ở cái chỗ bờ sông Quan Hoa ấy. Tất cả nhân thân lai lịch của đối tượng này thì với cái cơ sở dữ liệu của chúng ta có được từ việc tên tuổi mà người ở trọ chúng ta đã có rồi. Thế thì đề nghị bây giờ tôi sẽ cử tất cả đồng chí Sơn này, đồng chí Hân này, đồng chí Tuấn và đồng chí Công. Tất cả bốn anh em sẽ phối hợp cùng cả công an phường trực tiếp đi xác minh ngay đối tượng Nguyễn Anh Tú này. Nó đang là công dân của Hàng Bột. Thì nhân thân lai lịch lý được có họ tên bố mẹ rồi thì trực tiếp đi xác minh ngay. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, công an quận Đống Đa đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được đối tượng Nguyễn Anh Tú khi hắn đang ngồi uống bia tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Anh Tú đã khai toàn bộ hành vi của mình. Lời khai của Tú cũng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Một đối tượng thiếu đi sự quan tâm của gia đình, lối sống bệnh hoạn mà dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Một phần do gắn với cả ông muốn là kiểu luôn có một người con gái ở bên cạnh mình thì chỉ nghĩ là đánh ngất bạn ấy xong đấy, tức là kiểu làm cho bạn ấy ngất để ban đầu có thể là kiểu giữ một người bên cạnh mình, còn sau đó thì khi anh cưỡng bức nạn nhân thì bạn ấy còn sống không? Bạn ấy vẫn kêu đấy, tức là lúc đó thì mình cũng cầm cái viên gạch non đấy, tức là bạn ấy đang chụp trách lên tầng thì chụp đánh đập vào thì bạn ấy kiểu ngã nghiêng ra, xong bạn ấy kêu với xong mình hoảng quá bực bội đấy, bóp cổ bạn ấy để sợ là bạn ấy im rồi, xong đấy, xong bạn ấy cố chống cự đá với cả cào và ngực với cả đấy, tức là cố lấy tay để bóp phần bên dưới. Thế tại sao sau khi cứu nhân nạn nhân anh không buông tha nạn nhân mà lại ra tay sát hại bạn? Không phải, tức là trong lúc tức là bạn ấy lúc nằm đè lên bạn ấy, xong bạn kêu kiểu tức là giống như muốn hét lên trong người biết, thì lúc đó tôi thấy có viên gạch đang kê của giường, tức là giường nó bị mất cái bánh xe nên kê bằng viên gạch từ lâu rồi, dùng gạch đập vào đầu với cả đánh vào thái dương, giống như các cái kiểu diễn viên tức là các cái võ sĩ Quyền Anh đánh thì dễ gây ngất, gây choáng, đập mỗi lần đập bạn kêu á, xong đấy bạn vẫn đấy vẫn kêu, xong đấy tức là lúc bạn không kêu nữa thì bỏ viên gạch xuống, xong lúc nằm đè lên bạn ấy. Ái dục là nguồn gốc của mọi sự đau khổ trong đời, thúc đẩy con người thỏa mãn lòng ham muốn, ích kỷ bằng mọi cách, ngay cả bằng sự thiệt hại và đau khổ của người khác. Nguyễn Anh Tú, dù biết mình phạm tội nhưng dục vọng vẫn không thể kiểm soát trong con người, biến anh ta từ một con người có tương lai sáng lạn trở thành kẻ phạm trọng tội. Một tương lai u tối phía sau vành móng ngựa. Thưa Trung tá Lê Trọng Hiếu, một vụ trọng án xảy ra tại một cái địa bàn dân cư, cái áp lực rõ ràng là sẽ rất là lớn đến với cơ quan điều tra. Các anh đã hứng chịu cái sự áp lực này thế nào? Thưa anh, sau khi mà sự việc xảy ra thì trước những thông tin từ dư luận cũng như là áp lực về khi nhận nhiệm vụ điều tra vụ án, áp lực rất nặng nề, áp lực từ nhiều nguồn, nhiều nơi. Tuy nhiên xác định rất rõ việc điều tra khám phá vụ án này là một nhiệm vụ rất quan trọng. Không những đây là một vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung mà cũng sẽ gây hoang mang lo sợ đến quần chúng nhân dân, gây rất nhiều những cái dư luận xấu, không những chỉ
trên mạng xã hội và mà còn trên rất nhiều những phương tiện thông tin đại chúng khác. Cho nên nhận thức của ban lãnh đạo cũng như ban chuyên án và cũng như anh em cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia điều tra khám phá vụ án, đó là phải bằng quyết tâm áp dụng tất cả những biện pháp nghiệp vụ để làm sao bằng mọi giá điều tra khám phá truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để giảm đi cái sự đau thương mất mát của gia đình nạn nhân. Tôi hình dung trong một cái vụ việc thì cơ quan điều tra sẽ có nhiều phán đoán, nhiều suy đoán qua các cái hướng khác nhau. Rõ ràng nhiều suy đoán như vậy, với nhiều hướng như vậy thì chúng ta phải huy động một lực lượng không hề nhỏ. Cái áp lực như anh vừa nói, áp lực để làm sao mà tìm ra cái tội phạm một cách nhanh nhất để giải tỏa cái sự bức xúc trong quần chúng nhân dân, giải tỏa cái sự lo lắng trong quần chúng nhân dân và áp lực của cấp trên nữa, thì các anh đã phải tung cái lực lượng ra, quân số có lớn không và phải phối hợp với những đơn vị nào để các anh đưa đi các cái hướng theo nhận định của cơ quan điều tra? Ngay sau khi vụ án xảy ra thì được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của ban giám đốc công an thành phố Hà Nội, đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ cũng như công an quận Đống Đa huy động rất nhiều các lực lượng để tham gia hỗ trợ trong việc điều tra khám phá vụ án. Việc điều tra khám phá vụ án này chúng tôi được sự hỗ trợ rất lớn của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội, các phòng công nghệ cao, các phòng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội và những phòng ban nghiệp vụ của khác nữa. Bên cạnh đó thì công an quận Đống Đa được với sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận cũng đã tung tất cả lực lượng hình sự của công an quận, công an các phường và các đơn vị nghiệp vụ khác của công an quận để tập trung phối kết hợp để làm sao thu thập tài liệu, dấu vết, đánh giá tài liệu chứng cứ, khoanh vùng đối tượng, xác định đối tượng và tập trung cao độ để truy bắt nhanh chóng đối tượng trong vụ án. Lúc nãy anh có đề cập đến cái việc mà đối phó của đối tượng, thì cụ thể trong vụ việc này những cái hành vi gì đối tượng đối phó và xóa dấu vết hay là ngăn cản cái hoạt động điều tra của cơ quan công an? Ngay khi vào hiện trường, quá trình khám nghiệm hiện trường thì chúng tôi cũng đã xác định được những cái dấu hiệu mà đối tượng cố gắng để tạo ra ở trong hiện trường những cái gây khó khăn cho quá trình điều tra. Ví dụ như ngày đầu tiên đối tượng dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó thì đối tượng đã thu dọn tất cả những mảnh vụn vỡ của gạch để tẩu tán, để xóa cái dấu vết đó. Tiếp theo nữa là sau khi hiếp và giết nạn nhân đến chết thì đến sáng ngày 4 tháng 6 đối tượng có chủ động đi mua rượu với mục đích là về bôi khắp người nạn nhân. Trên thực tế là đối tượng đã hành động như thế để tử thi không bốc mùi, để tránh sự phát hiện của hàng xóm láng giềng và tránh sự phát hiện các cơ quan chức năng. Nên khi mở cửa phòng, căn phòng là nồng nặc mùi rượu. Trong hiện trường thì đối tượng quấn chăn đắp cho nạn nhân cũng tương đối là ngay ngắn, đặt nạn nhân nằm ở trên giường và lẻn bỏ trốn, tẩu thoát, tránh sự phát hiện của hàng xóm láng giềng và các cơ quan chức năng. Hắn chọn cái thời gian lẻn đi là cũng tầm sát vào giờ trưa, giờ ăn cơm trưa và giờ nghỉ ngơi ở khu trọ và những hộ dân xung quanh. Quá trình điều tra sau này thì khi bắt đối tượng Tú, anh có đề cập là lúc bắt thì nó rất là thản nhiên. Cái tâm lý đó thì nó cho rằng cơ quan điều tra công an chưa phát hiện được ra, hay là nó chấp nhận đối diện với cái hành vi của nó. Rồi sau đó khi vào cơ quan điều tra thì cái lời khai của nó có dễ hay không, và nó có thủ đoạn gì đối phó, quanh co hoặc là đánh lạc hướng gì với cơ quan điều tra? Khi anh em lên phương án bắt giữ Tú thì cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cho nên là Tú cũng có thể một phần là Tú cũng không kịp phản kháng, nhưng tuy nhiên theo tôi đánh giá thì Tú cũng bản thân Tú cũng không có ý thức
chống trả lại khi mà trong cái quá trình anh em bắt giữ. Và ngay sau khi bắt giữ thì quá trình áp giải về cơ quan công an làm việc thì Tú cũng thì thầm với cán bộ, với trinh sát của chúng tôi là em cũng biết việc rồi. Cái này cũng thể hiện được rõ là Tú cũng đã biết là công an cũng sẽ tìm đến mình, cơ quan pháp luật cũng sẽ tìm đến mình, và cũng không có ý thức chống đối và cũng bình thản để đón nhận cái hậu quả mình phải gánh chịu với pháp luật. Nhưng hắn có lý giải về cái hành vi mà hắn giết rồi cướp rồi hiếp nạn nhân hay không? Bản thân quá trình làm việc thì Tú trình bày rất với chúng tôi là giữa Tú với nạn nhân không hề có mối quan hệ quen biết từ trước. Khi mà anh Tiến chủ nhà có nhờ Tú về việc là dẫn một bạn nữ đến xem phòng để thuê nhà, Tú nảy sinh ý định phạm tội, chuẩn bị những công cụ phương tiện để gây án. Động cơ mục đích của Tú đối với một nạn nhân cụ thể ở đây chúng ta nhìn nhận khách quan là không có. Nếu như không phải là nữ sinh này hoặc là một nạn nhân nữ khác thì Tú cũng vẫn sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Cuộc sống của Tú là chủ yếu ở trên không gian mạng, và đặc biệt là những lúc thời gian rảnh rỗi thì Tú rất hay xem những bộ phim mang tính chất bạo lực và phim khiêu dâm. Và đặc biệt nữa Tú cũng có một cái sở thích mà cũng xem những phim vừa bạo lực vừa khiêu dâm. Đấy cũng là một cái để chúng ta đánh giá thêm về cái nội tâm của con người đối tượng. Vâng, những chi tiết đó thì những cơ quan giáo dục Việt Nam và cơ quan điều tra chúng ta cũng đã rất là cảnh báo với các bậc phụ huynh trong quá trình để phát triển nhân cách của một con người từ bé rồi là đến lớn, thậm chí là đến cái tuổi 35 như Nguyễn Anh Tú vẫn còn tiếp tục có những cái biến thái trong cái lối sống như vậy. Thưa quý vị các bạn, ngày 9 tháng 8 năm 2018 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Anh Tú về 3 tội danh: giết người, hiếp dâm và cướp của. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh tại phiên tòa. Hơn 12 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2019, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Anh Tú mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cặp kính cận với bộ dạng thư sinh. Tú trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử cùng các luật sư một cách thành khẩn khi thuật lại diễn biến của tội ác. Đặc biệt, cùng với sự lý giải của các giám định viên trong vụ án, Tú hiện lên là một đối tượng nghiện văn hóa đồi trụy. Phiên tòa có đầy đủ hai bên gia đình của bị can và bị hại. Đó là một màu tang thương, đau xót. Tâm trạng của chúng tôi là những người luật sư tham gia trong vụ án, khi mà nhìn bao quát hội trường thì cũng có những cái rất chạy lòng, những cái rất suy nghĩ. Và đặc biệt ở phiên tòa, đằng sau lưng bị cáo có hai người bố âm thầm ngồi ở dưới hàng ghế dành cho người trong gia đình đến dự phiên tòa. Đó là bố đẻ của bị cáo và bố đẻ của bị hại. Bản án tuyên thì rất là nghiêm khắc, đúng pháp luật. Bị cáo cũng thừa nhận và cũng không có ý kiến gì về đối bản án này. Được nói lời sau cùng, bị cáo Tú sẵn sàng tâm lý nhận mức án cao nhất, bởi hắn biết tội của mình đã gây ra là rất lớn. Được sự đồng ý của hội đồng xét xử, bị cáo Tú đã đọc một bài thơ xin sám hối mà hắn đã làm trong quá trình bị tạm giam. Cái bài thơ này thì nói lên cái nỗi lòng của người con đối với lại cha mẹ, rồi đối với lại cha mẹ của người bị hại, gia đình của người bị hại. Rồi nói lên cái tình cảm của bị cáo với người bị hại. Nhưng mà tôi cho rằng bài thơ đấy dù hay nội dung sâu sắc
hay ân hận như nào thì là bài thơ quá muộn. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, tòa tuyên phạt đối tượng này ở mức án chung là tử hình. Thưa Trung tá Lê Trọng Hiếu, tại phiên tòa thì trong cái phần trình bày lời nói của mình thì Nguyễn Anh Tú có tỏ ra sám hối và có những cái lời thơ gửi cho bố mẹ hay những lời phát biểu của Tú trước tòa, thì anh có suy nghĩ gì về những cái điều đó, cái lời sám hối này hoặc cái thái độ này của Nguyễn Anh Tú? Trước những hành động này của Nguyễn Anh Tú trước tòa và đối với bố mẹ, đối với gia đình, thì tôi đánh giá đây cũng là một cái tâm lý mang tính chất hướng thiện cuối cùng của Tú. Trong một quãng thời gian rất dài, nhiều năm, Tú chưa cảm nhận được cái hơi ấm của gia đình, được bố mẹ nuôi dưỡng, được ăn học nhưng không tu dưỡng rèn luyện để dẫn đến những cái quyết định sai trái của cuộc đời. Không muốn ở trong gia đình, không muốn ở cùng bố mẹ, ra ở riêng rồi những cái suy nghĩ tiêu cực dẫn đến những cái hành vi phạm tội. Dù trước những lời sám hối của Tú và những cái lời thơ, những áng văn của Tú gửi lại cho bố mẹ, thì đấy cũng là một tâm lý hướng thiện cuối cùng của Tú đối với cả gia đình, và cũng là một cái cảnh tỉnh đối với cả những bạn trẻ có những cái suy nghĩ nó chưa đúng đắn, có những cái thói sống nó chưa được theo chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội, thì chúng ta cũng nên lấy đây là một bài học. Và cũng cuối cùng, dù có sự sám hối của Tú đến như thế nào đi nữa, thì tôi nghĩ rằng cái bản án cao nhất mà pháp luật đưa ra đối với Tú là hoàn toàn thích đáng. Điều đó rất là chí lý. Thưa anh, trước khi tòa tuyên án tử hình thì Tú nó có hình dung ra cái bức án nó sẽ phải gánh chịu điều hay không? Và cái điều đó thì những cái lần hỏi cung cuối cùng thì Tú nó có hình dung ra được cái bức án mà nó sẽ phải đối diện? Tú cũng đều xác định được bản án cao nhất mình phải đối mặt. Tuy nhiên rằng đến cuối cùng thì Tú cũng vẫn mong có một phép màu xảy ra, đó là được hưởng cái bản án chung thân để mình có được cơ hội tiếp tục sống, có được cơ hội gặp được bố, gặp được mẹ, gặp được người thân, và cũng là có cơ hội, biết đâu được có cơ hội để làm được một cái gì đấy cho gia đình nạn nhân, để chuộc được một phần lỗi lầm của mình. Và như anh đề cập đó, trong một cái gia đình nó cũng rất là nề nếp, người lao động cũng rất là cơ bản thôi. Và cái sự phát triển tâm lý nó không bình thường của Tú, nhưng mà chưa gây ra một cái tác hại gì cho xã hội, cho nên cũng có những sự thương tâm nhất định. Nhưng với cơ quan điều tra thì cái điều gì để lại nỗi niềm nhiều nhất cho các anh trong một cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế này? Trong cái vụ án này, đến bây giờ thì vụ án đã được xét xử xong với một bản án rất là thích đáng. Trước cái tội ác rất là man dợ, rất đê hèn của đối tượng Tú đã cướp đi mạng sống, cướp đi tương lai của nạn nhân. Dù có lý lẽ nào đi nữa thì cá nhân của tôi cũng không chấp nhận được những cái hành động phạm tội của Tú. Không có một luận cứ nào có thể giảm nhẹ đi mức hình phạt cho Tú, bởi vì không thể căn cứ vào là đây là Tú phạm tội lần đầu, nhưng phạm tội lần đầu gây ra một cái tội ác nó quá rùng rợn, quá man rợ và quá ghê gớm, và nó còn gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây những cái luồng dư luận rất xấu trên các trang mạng và cũng như là các phương tiện thông tin đại chúng. Và tôi nghĩ rằng bản án đấy là thích đáng. Có chăng chúng ta chỉ tiếc là cái sự kết thúc đời của cuộc sống của một cái con người lại kết thúc bằng cái hình thức như vậy, đúng không anh?
Thưa quý vị các bạn, thực tế hiện nay các thành phố lớn và đặc biệt Hà Nội thì cái lượng người lao động và các bạn sinh viên ở ngoại tỉnh đến sinh sống và học tập trên địa bàn rất là lớn. Cuộc sống để thuận lợi cho cái công việc học tập lao động của mình, nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là nhiều cạm bẫy. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Bước vào cuộc sống đại học, tân sinh viên đã phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình tìm nhà trọ, tìm việc làm vì rất nhiều cạm bẫy bủa vây. Đối với những sinh viên đi làm thêm thì cũng chẳng dễ dàng gì để có thể kiếm được những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nước mắt. Đề phòng những cạm bẫy ở chốn thành thị đông người thì trước hết các bạn sinh viên phải tự giác, cẩn thận mọi lúc, mọi nơi, tránh tiếp xúc quá thân cận với người xa lạ, người có dấu hiệu khả nghi, không đứng đắn và đặc biệt là xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn và thú vui chơi giải trí không phù hợp. Thưa Trung tá Lê Trọng Hiếu, phóng sự cũng vừa đề cập người lao động, sinh viên từ ngoại tỉnh về thành phố Hà Nội để học tập thì cũng có rất là nhiều cạm bẫy. Thì anh có những cảnh báo gì cho những người hiện nay đang sinh sống học tập tại Hà Nội? Cũng xin cảnh báo với những người từ tỉnh ngoài về Hà Nội học tập, lao động, sinh sống. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong quá trình đi lại, mua, bán, thuê, mướn nhà, cửa. Và đặc biệt là việc thuê những nhà trọ để ở. Lấy ví dụ như nữ sinh trong vụ án, bạn nữ sinh đến xem phòng trọ vào thời gian khoảng 21 giờ tối, cũng là thời gian giờ muộn và lại đi một mình, thì cũng có những cái tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng vào để gây án. Thì cũng khuyến cáo mọi người chúng ta chọn những khung thời gian ban ngày và những cái tuyến đường đông đúc người, và đặc biệt là nếu như mà bận bịu quá đi buổi tối thì chúng ta cũng nên là đi cùng người thân bạn bè để cho hết sức yên tâm và tránh những cái rủi ro, tránh những cái mà chúng ta bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cũng như tài sản của cá nhân. Còn một chi tiết nữa, thưa Trung tá Lê Trọng Hiếu, hiện nay là trên các cái mạng xã hội rất nhiều cái lời mời chào cho thuê nhà giá rẻ, cho vay tiền không có lãi, hay thậm chí là cầm đồ những cái dụng cụ học tập, máy tính, sản phẩm này, sản phẩm khác, tất cả đều nhắm vào những đối tượng là học sinh, sinh viên, những người lao động ngoại tỉnh về thành phố Hà Nội. Thì anh có khuyến cáo gì với các bạn khi mà truy cập trên mạng xã hội gặp những cái lời mời chào như thế này? Rất nhiều những kẻ xấu đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện những cái loại tội phạm mang tính chất công nghệ cao, những loại tội phạm lừa đảo. Theo như anh cũng vừa nói thì nhiều những lời mời chào cho thuê nhà, rất nhiều lời mời chào cho vay tiền, những lời mời chào cầm cố tài sản, không lãi suất, không thế chấp, cũng khuyến cáo những bạn học sinh, sinh viên, những người lao động ngoại tỉnh, tỉnh ngoài về Hà Nội, chúng ta cần hết sức cẩn trọng, thận trọng khi tham gia những giao dịch mua bán trên không gian mạng, những giao dịch dân sự cho thuê mướn nhà cửa, cầm cố tài sản, vay tiền ở trên không gian mạng, để làm sao chúng ta không bị xa bẫy mà những đối tượng lợi dụng không gian mạng để xâm hại đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm cũng như là tài sản của cá nhân chúng ta. Được, cảm ơn anh. Thưa quý vị các bạn, trong quá trình điều tra khám phá các vụ án thì cơ quan điều tra không chỉ sử dụng những biện pháp nghiệp vụ tinh thông của mình mà còn có những kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực và sự phối hợp giữa các ngành các cấp liên quan như Trung tá Lê Trọng Hiếu vừa đề cập, đặc biệt là với những người mà sinh sống và lao động học tập tại cái địa bàn thành phố thì rất cần trang bị cho mình những thông tin cần thiết để cảnh giác, làm sao phòng ngừa bảo vệ an toàn tốt nhất cho chính bản thân mình. Vụ án xảy ra cũng đã gần 3 năm rồi, nhưng cái sự ám ảnh và sự đau lòng vẫn còn với không chỉ với gia đình người bị hại mà với cả những chiến sĩ của cơ quan cảnh sát điều tra.
Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống an lành hơn bằng cái sự cảnh giác. Chương trình giải mã vụ án kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Trung tá Lê Trọng Hiếu đã cùng chúng tôi tham gia chương trình này. Cảm ơn anh.